hồ sơ One Piece, tứ hoàng sáng tóc đỏ, sức mạnh và thân thế hoàng tộc. Xin chào năm trăm anh em, chào mừng anh em quay trở lại với Top Manga. Trong video trước đó, mình đã từng làm khá chi tiết về băng hải tặc tóc đỏ cùng thuyền phó Ben Beckman hay các chỉ huy cấp cao. Băng tóc đỏ được nhận xét là băng hải tặc cân bằng và bất bại bậc nhất. Hiện nhân thuyền trưởng của họ cũng là nhân vật có sức mạnh hàng đầu thế giới. Shanks cũng là hải tặc yêu thích của mình, dù anh hiếm khi xuất hiện, Lý do trong video của băng tóc đỏ mình không nói quá nhiều về nhân vật này là vì có rất nhiều giả thuyết lẫn thuyết âm mưu về thân phận thực sự của Shang. Bên cạnh đó còn có cả sức mạnh lẫn tầm ảnh hưởng của anh nên mình đặc biệt để dành là một video nói riêng về nhân vật này. Hôm nay Tomanga sẽ cùng anh em tìm hiểu tất tần tật về tứ hoàng trẻ tuổi này nhé. Liệu Shang thực sự là ai, là người như thế nào, vai trò của anh trong trạng cuối của One Piece sẽ là gì? Anh em hãy theo dõi hết video để biết nhé. Một, thông tin cá nhân. Shang tóc đỏ còn được biết đến với cái tên Xuân tóc đỏ là thuyền trưởng băng hải tặc tóc đỏ cũng là một trong tứ hoàng anh chính là người truyền cảm hứng cho cậu bé monkey d luffy ở làng fosha trở thành hải tặc anh xuất hiện ngay từ chapter đầu tiên anime tập 4, tranh cùng băng của mình là các hải tặc đầu tiên trong one piece xuất hiện có thể nói là tứ hoàng đầu tiên mà chúng ta biết tới mặc dù lúc đó anh vẫn chưa được công nhận trước khi trở thành người có địa vị như hiện tại tranh từng là tập sự trên tàu oro jackson của vua hải tặc sau khi băng roker tan giã và thuyền trưởng cũng bị xử tử tranh đã chiêu mộ các thành viên cho băng của riêng mình như Beckman, yasop lucky Shane có tuổi đời rất trẻ, hiện anh mới 39 tuổi và sinh nhật của anh là ngày 9 tháng 3. Về ngoại hình, xanh cao 1m99, chiều cao trung bình so với các nhân vật khác trong One Piece và là tứ hoàng có ngoại hình giống một người bình thường nhất. Anh luôn mặc một chiếc áo choàng đen, hồi nhỏ thì đội chiếc mũ rơm được vô hải tạc tặng. Đó là vật bất ly thân của xanh trước khi trao lại nó cho Luffy. xanh có vẻ mặt vô tư, hài hước và chỉ nghiêm nghị khi đối mặt với kẻ địch hoặc vấn đề quan trọng. Ngoài ra thì có vẻ ông chú này khá lời cạo dâu nên dâu ria lẩm trởm. và xanh cũng là người ăn mặc trầm lồ thối nhất trong tứ hoàng với kiểu quần lửng khá màu mè lộ ra lùng chân tua tủa và đi dép lê thay vì dùng thắt lưng anh cũng quấn một miếng vải quanh eo và rác thanh kiếm saber của mình ở bên hông phải đây cũng là vũ khí chính của shanks điểm đặc trưng của anh là mái tóc bổ luống màu đỏ biệt danh shanks tóc đỏ cũng từ đó mà ra và shanks trông ngầu hơn thời niên thiếu với vết sẹo ba que do tên dầu đen xăm tặng ngay cả biểu tượng đầu lâu trên cờ băng tóc đỏ cũng có ký hiệu ba sọc này hiện cũng có một băng hải tặc với lá cờ như vậy ngoài đời thực được lãnh đạo bởi dần tóc vàng hay còn biết đến là tứ hề trần dần và không thể không kể tới đặc điểm nhận dạng nổi bật nhất chính là việc xanh đã mất đi cánh tay trái đến giờ việc xanh bị một con hải vương cắn mất một cánh tay vẫn là điều mà không ai ngoài oda lý giải nổi bởi xanh có haki bá vương anh có thể dọa con vua biển chạy rẽ nước và rõ ràng anh thừa sức giết nó trước khi nó kịp ăn thịt luffy nhưng việc xanh nói với dâu trắng rằng anh hy sinh cánh tay để đặt cược cho thời đại mới ta có thể hiểu rằng xanh cố tình làm vậy còn tại sao chỉ oda mới biết hai tính cách về tính cách, có thể thấy Sanh chịu ảnh hưởng rất nhiều bởi cựu thuyền trưởng của mình, vua hải tặc Conde Roker, là người vui vẻ, hài hước và thích đùa, đặc biệt hứng thú với việc trêu gạo Luffy hồi nhỏ. Anh cũng không thích dùng sức mạnh của mình để bắt nạt kẻ yếu. Ngay cả khi bị gã thủ lĩnh sơn tặc xỉ nhục, thì Sanh vẫn chẳng để bụng, thậm chí sẵn sàng lau rượu bị đổ ra sàn. Nhưng qua đó ta thấy một điểm cực kỳ đáng nể của Sanh là cái uy với thuyền viên. Khi anh chưa ra lệnh, thì không ai được phép tự ý hành động, kể cả Ben Beckman. Shanks thuộc tiếp người không nói hai lời. Khi anh cảnh cáo, chữa súng vào đầu tao là tự sát đấy tên Santa còn chưa hiểu chuyện gì đã bị Lucky bắn chết, đó là uy nghiêm của một thuyền trưởng. Ngoài ra, Shanh cũng như Roker, đặc biệt coi trọng bạn bè, bất cứ ai cũng không được phép đụng tới bạn của anh. Ngay này, tụi mày có thể đổ rượu, ném thức ăn lên người tao, thậm chí nhổ vào mặt tao, tao vẫn sẽ bỏ qua, nhưng dù vì lý do nào, tao cũng sẽ không tha thứ cho bất cứ ai dám đụng tới bạn bè của tao. Chính câu nói đanh thép này đã khiến cho Luffy xem Shanh là thần tượng lớn nhất và quyết tâm trở thành vua hải tặc, một kẻ mạnh nhưng không thích dùng sức mạnh để dạo ai hay ức hiếp kẻ yếu mà dùng nó để bảo vệ những người bạn thực sự, Sanh rất giống với Roker. Anh còn là người sống đầy tình cảm, quan tâm tới thuộc hạ và cực kỳ khôn ngoan. Sanh hiểu tính cách của dâu trắng nên đã hạ lệnh cho Rockstar trở về ngay. Cái mạng của ngươi quan trọng hơn danh dự của ngươi. Nếu để hắn tự ái mà động tay động chân, chắc chắn không chết cũng tàn tật. Mà như vậy, Sanh không thể để yên. Anh thì lại không muốn gây chiến với dâu trắng. Trái với sự hài hước hàng ngày, Sanh thực sự rất đầu óc và quyết đoán. triệu hồi Rockstar về, nhưng đích thân anh lại tới đối thoại cùng dâu trắng. bất chấp chính quyền lẫn hải quân sẽ không để yên. Ben Beckman cũng nhận định rằng nếu làm thế, thủ lĩnh cho rằng chính quyền thế giới sẽ im lặng sao? Nhưng kể cả thế, Sanh vẫn quyết định tới gặp bố già. Đơn giản việc nào cảm thấy cần thiết thì phải làm. Sự sâu sắc của Sanh còn thể hiện qua việc nhận xét về Dâu Đen. Hắn luôn chờ đợi thời cơ, hắn không giữ chức vụ gì cũng không nổi tiếng, hắn núp sau cái bóng khổng lồ của ông và khi đã đủ mạnh, hắn bắt đầu hành động nhằm đến đỉnh cao cuối cùng. Hắn dựa vào ý chí và sẽ rất nhanh chóng đoạt được vị trí của ông. Tất cả những điều mà anh nói đều thành sự thật. Ace bị đánh bại rồi bị bắt, Dâu Đen thì giải thoát tù nhân ở Impendown khi lực lượng chính của Hải quân đã tập trung hết ở Marineford sau đó hắn tới giết dâu trắng, cướp lấy trái Gura Gura, cuối cùng là đánh bại Mako cùng tàn dư băng dâu trắng. Dựa vào sự am hiểu về lãnh địa của bố già, Teach nhanh chóng cướp hết mọi thứ rồi một bước lên thẳng tứ hoàng, sánh ngang Big Mom, Kaido và cả Shanks nữa. Viễn cảnh của hai năm sau đã được Shanks nhìn thấy từ trước, rõ ràng anh không vô tư như cái vẻ bề ngoài đó. Hay việc mà anh lừa Buggy để hắn cứu Luffy lẫn Jinbe ở Marineford cho thấy anh rất hiểu những người xung quanh mình. Nhiều năm xa cách nhưng vẫn nắm thóp được thằng bạn cũ gài nó vào chồng để giúp mình. Mặc dù tức nhưng Buggy cũng chẳng làm gì được, còn Shanks bận chặn Akainu nên không tự tay cứu Luffy được. Ba, Sức mạnh của Shanks Nói tới Tứ Hoàng thì tất nhiên không thể bỏ qua sức mạnh của họ, nhưng riêng về Shanks, mình sẽ không nói về các loại Haki hay gì đó mà sẽ tập trung phân tích hơn. Đầu tiên hãy xem lại những lời mà Brand New nói về Shanks trong chap 957. Tiếp theo sau dâu đen là kẻ đã trở thành Tứ Hoàng cách đây 6 năm, hắn là cái tên trẻ nhất trong số bốn bọn chúng. Hắn chiếm trọn niềm tin của đám thuộc hạ, với mức truy nã là 4 tỷ 48 triệu 900 ngàn Bali. Đây là điều khá ít người chú ý, nhưng Shanh có một thứ mà ở mắt diều hầu nói về Luffy, đó là sự thu hút người khác. Ben Beckman cùng thủy thủ đoàn tin tưởng tuyệt đối ở Shanh, sẵn sàng hy sinh tính mạng vì thuyền trưởng. Dù Beckman lớn tuổi hơn Shanh khá nhiều thì ông vẫn tôn trọng anh, không như Big Mom, dựa vào huyết thống để cai trị, hay cái dùng sức mạnh để đàn áp. Shanh dùng tấm lòng đối đãi với mọi người, không ai sợ anh cả, mà mọi người kính nể con người thủ lĩnh của mình. Vậy nên mới có câu, dẫu chúng ta không cùng chung một dòng máu, nhưng đến với nhau đúng nghĩa gia đình. Xét về mặt này, Shank cũng như là dâu trắng hay Roker vậy. Kể đến là cái uy mà anh đã tạo ra trên toàn thế giới, xuất hiện chỉ với một câu nói, ta đến để chấm dứt cuộc chiến này. Shank đã làm cả phe hải quân đang hăng máu, trong đó đáng kể nhất là Akainu lẫn tàn quân bằng dâu trắng tràn đầy sự căm phẫn, sẵn sàng liều chết, phải dừng lại. Kể cả dâu đen dù có hai trái ác quỷ bá đạo cũng không dám động thủ tiếp và Sengoku chấp thuận đề nghị của Shanks chịu toàn bộ trách nhiệm để tuyên bố kết thúc trận chiến cho bằng dâu trắng rút lui và Shanks đưa thi thể của bố già lẫn Ace về mai táng nếu Kaido xuất hiện ở đó mọi chuyện lại khác ông và các sẽ đánh cho tới cùng. Thế mới thấy uy tín và tiếng nói của Shang là lớn thế nào, danh hiệu bạn của tứ hoàng còn khiến cho Buggy có được sự tiến nhiệm từ đám tù vân ngục, giúp hắn bước vào hàng ngũ thất vũ hải. Phải nói cũng nhờ hơi ông bạn cũ khá nhiều. Tiếp theo là việc Shang không ăn trái ác quỷ. Khác với những tứ hoàng còn lại, Shang thuần túy dựa vào sức mạnh vật lý của con người. Các nhân vật trong băng của vua hải tặc xuất hiện tới thời điểm này đều không ai có năng lực trái ác quỷ ngoại trừ Buggy là một tai nạn. Kẻ gây ra không ai khác chính là Shane. Trong một pha đùa nhây, Shane đã vô tình khiến chúa hề nuốt nhầm trái Barabara và giờ mất luôn tấm bản đồ kho báu gây ra mối hận truyền kiếp của Buggy với Shanks và như đã nói Shanks chịu ảnh hưởng rất nhiều từ vua hải tặc nên anh cũng không thích dùng trái ác quỷ thậm chí các thuyền viên cũng vậy nhưng để lên tới địa vị tứ hoàng rõ ràng thể chất của Shanks vượt trội hơn bất cứ người bình thường nào thậm chí có thể so sánh với Rayleigh hay Cup bởi những tứ hoàng khác đều sở hữu trái ác quỷ thuộc tốt mạnh nhất thế giới còn Shanks thậm chí còn không cần đến nó vì thế mình đánh giá thể lực lẫn hà của Shanks là mạnh nhất trong tứ hoàng vì anh chiến đấu mà không có năng lực trả ác quỷ Thêm vào đó, việc anh mất đi một cánh tay khi cứu Luffy 12 năm trước mà 6 năm sau anh mới được công nhận là tứ hoàng, rõ ràng không bình thường. Bởi tay trái là tay thuận cầm kiếm của Shanks. Nếu Mihawk cụt tay, anh ta sẽ không còn là kiếm sĩ mạnh nhất thế giới nữa, nhưng Shanks mất cánh tay thuận không những không yếu đi mà còn mạnh khủng khiếp hơn, ngang Kaido và dâu trắng. Những người anh ta từng chạm trán, Kaido hay bố già quái vật ra sao, anh em đã và đang được thấy, vậy tranh cũng không kém cạnh những quái nhân đó chút nào. Mình không hề tăng bốc khi nói Shanks có haki và thể chất mạnh nhất trong tứ hoàng. Còn một điều nữa, anh ta từng là kỳ phùng địch thủ trong quá khứ với mắt diêu hâu Mihawk, người đang nắm giữ danh hiệu kiếm sĩ số một thế giới, và cả hai từng có trận đánh khiến đại hải trình chấn động. Họ thời trẻ là ngang cơ nhau, vậy nên suy ra khi chơi mất cánh tay thuận, kiếm thuật của Shanks và Mihawk là bất phần thắng bại. Mihawk chỉ ngưng tìm anh thách đấu khi Shanks đã trở thành dương quá. Và có lẽ khi Shanks của tay, Mihawk không còn đối thủ nào nữa thì mới được xưng tụng là kiếm sĩ mạnh nhất thế giới. Anh em đã thấy độ bá đạo của Shanks chưa? Ngay cả dâu trắng cũng phải hỏi Shanks rằng không biết kẻ thù nào có thể khiến người mất đi cánh tay đó. Việc có kẻ lấy được tài thuận của Shanks là điều không ai nghĩ tới, vậy nên bố già mới phải thắc mắc, 12 năm trước chưa là tứ hoàng thì Shanks cũng quá mạnh rồi. Do đó, fan cũng cực kỳ khó hiểu khi anh bị con lươn biển cả đứt tay, đúng tứ hề mà. Tiếp tục với kiếm thuật của Shanks, có thể nó giảm sút đôi chút, nhưng mình tin anh ấy vẫn luyện kiếm với tay phải để ngày một mạnh hơn. Thầy của anh có thể là ba người, Roker, Rayleigh và Odin, cả vua hải tặc lẫn vua bóng tối đều là kiếm sĩ, chắc chắn Shanks học hỏi được rất nhiều ở họ và cả Odin nữa, Mặc dù thời gian ở trên tàu Oro Jackson không quá lâu, nhưng Shanks rất quý mến ông ấy. Nếu bảo không học hỏi chút nào từ samurai mạnh nhất Wano quốc này thì có gì đó sai sai. Một người từng chém Kaido suýt chết chắc chắn sẽ cho Shanks những lời khuyên quý báu. Bảo sao mà anh lại bá đạo như vậy? Bởi mấy thêm với anh em về thanh kiếm của Shanks, nó có tên là Griffon hoặc một số bản dịch là Griffin. Tên thanh kiếm chung với một sinh vật huyền thoại là Griffon, tức điểu sư, loài thú mình sư tử nhưng đầu và cánh lại là đại bàng trong thần thoại của phương Tây, đây là sinh vật vô cùng cao quý và được coi là vua của mọi loài sinh vật. Anh em xem Harry Potter chắc sẽ biết tới nó. Từ đó mình cũng nghĩ rằng kiếm của Shanks là một trong 12 thanh cực phẩm đại bảo kiếm, ngang cấp độ với thanh Yoru của Mihawk. Đại đao của dâu trắng cũng là một trong 12 cực phẩm đại bảo kiếm, Vậy vũ khí của một tứ hoàng khác lại còn từng là kỳ phùng địch thủ của đệ nhất kiếm sĩ, không thể là một thanh kiếm bình thường được. Ngoài những vấn đề trên, mình nghĩ ba loại haki của tứ hoàng nào cũng đạt đến đỉnh cao cả riêng Shanks mình đánh giá Haki cao nhất điều này đã lý giải ở phần trước rồi vậy nên mình không muốn bàn quá nhiều về chủ đề Haki nữa còn anh em thích tìm hiểu tất tần tật về Haki hay bản năng vận dụng Haki trong vô thức trình độ Haki cỡ tứ hoàng là ra sao hãy comment để mình biết nhé mình hứa sẽ có một video chi tiết về Haki cũng như cơ chế tác động của nó đối với bản thân cũng như mục tiêu tấn công còn bây giờ sẽ là phần thú vị nhất về Shanks 4. thân phận thực sự và vai trò tương lai trong tứ hoàng có hai nhân vật đặc biệt là Shanks và Kaido không được tiết lộ tên đầy đủ nếu như dâu trắng, dâu đen hay big mâm chỉ là biệt danh, tên của họ trong lệnh truy nã lần lượt là Edward Newgate, Charlotte Linlin và Marshall D. Titch, thì của hai người còn lại đơn giản chỉ là Shanks tóc đỏ và Cai Đô Bách Thú. Cai Đô được mệnh danh là sinh vật mạnh nhất thế giới, lý do tại sao chắc chắn chúng ta sẽ sớm được biết tại Aswano. Còn về Shanks, tại sao tờ truy nã chỉ ghi tên và biệt danh chứ không có họ đầy đủ như các nhân vật khác? Và rất nhiều lý do khiến mình tin rằng Shanks có mối liên hệ với Thiên Long Tinh. Hãy cùng tới với giả thuyết về thân thế thực sự của Shanks nhé hãy cùng trở lại 38 năm về trước tại hòn đảo cớt valley ở đây cap và roker đã vô tình gặp nhau rồi cả hai hợp tác đập tan băng hải tặc rock huyền thoại thêm nữa là lời kể của singer ông ta nói cap luôn từ chối lên trước đô đốc vì ông không muốn phục vụ thiên long nhân và một trong hai lý do cap không thích nhắc đến chiến công đó là vì ông đã chiến đấu để bảo vệ gã lòng tình đó cùng nô lệ hòn đảo đó có gì mà các thiên long nhân lại xuất hiện rồi rocks cũng tới roker cũng tới điều này tạm gác lại nhưng cái kết của cuộc chiến là điều mình đặc biệt quan tâm hòn đảo đó đã bị xóa khỏi mọi tấm bản đồ cùng với sự kiện God Valley bị che giấu, chỉ những hải quân thời của Gap và Sengoku mới biết. Thế nhưng các thiên long nhân được bảo vệ vì lý do gì? Gap không ưa gì thiên long nhân vì sự tàn bạo vô nhân tính, hẳn Roker cũng vậy, nhưng họ lại hợp tác bảo vệ cho chúng. Biết đâu được, đây lại là lời giải đáp cho thân phận của Shanks, thiên long nhân cũng của người giết người giác và gia đình của Shanks là một trong số đó. Sự kiện đó xảy ra 38 năm về trước, Shanks hiện tại 39 tuổi, rất hợp lý về mặt thời gian và chúng ta cũng không biết Shanks gia nhập băng Roker từ bao giờ, ai đưa anh vào băng chỉ biết rằng Shanks ở trên tàu Oro Jackson từ nhỏ, còn nhớ trong chat 966 khi bế con của Odin, Roker bảo, lâu lắm tôi mới được nhìn thấy trẻ con đấy, Momonosuke và Hiyori đúng không nhỉ? Còn Rayleigh thì thật hoài niệm làm sao? Họ lênh đênh trên biển gần như cả đời và rất lâu rồi mới lại thấy trẻ con. Vậy biết đâu, đứa trẻ trước kia họ từng bồng trên tay là Shanks. Tiếp đến là trận chiến thượng đỉnh, Shanks tới là cuộc chiến kết thúc ngay. Anh đứng ra chặn kẻ hăng tết nhất là Akenu rồi yêu cầu đôi bên ngừng tay, nhưng hành động đòi hải quân trả lại xác của dâu trắng và Ace thực sự là một yêu cầu quá đáng xét trên phương diện hải quân với hải tặc đó là chiến tích của hải quân lẽ thường thì chúng ta sẽ bêu đầu hai người để gian đe cũng như thị uy giống khi sự tử công khai vua hải tặc và tàn dư băng dâu trắng vẫn là mầm họa trong thế giới hải tặc đang nắm quá nhiều lợi thế thì hải quân sẽ không ngần ngại diệt cỏ tận gốc nhưng xanh đã làm nguội những cái đầu nóng cả akener lẫn marco đều dừng tay có thể uy danh và sức mạnh của xanh khiến tất cả phải dè chừng tuy nhiên mọi yêu cầu của anh đều được chấp nhận đã vậy còn diễn ra vô cùng thuận lợi điểm này vô cùng đáng ngờ sengoku thậm chí còn chẳng cần thương lượng hay suy nghĩ ông ta đồng ý ngay lập tức Akainu dù không muốn cũng vẫn phải chấp nhận, kể cả Shang hay băng của anh có mạnh tới đâu thì Cap và Sengoku cũng không sợ. Chưa kể ba đô đốc vẫn còn dung sức, ngoài Akainu chả ai bị thương tích nặng, không thể nói vì sợ nên hải quân mới đồng ý yêu cầu của Shang được. Một người xem hải tặc là căn bã như Sengoku tuyên bố sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm, tôn trọng và chấp thuận mọi yêu cầu của Shang mà không ý kiến gì, đây là vấn đề thứ nhất. Thứ hai là ở chapter 907, một mình Shang đã tới thánh địa Marikels để gặp mặt ngũ lão tinh, tứ hoàng là những kẻ nguy hiểm nhất trong giới hải tặc, Vậy mà Ngô Lao Tinh còn đuổi hết lính canh ra để nói chuyện riêng với Shanks. Họ không có chút đề phòng nào. Mình không cho rằng Ngô Lao Tinh tự tin về sức mạnh của họ tới mức gặp riêng tứ hoàng mà không có đô đốc bảo vệ. Nếu là cái đồ hay bích mầm là câu chuyện khác. Những tứ hoàng này chỉ cần thở mạnh hay khởi động hơi lâu lâu một chút thôi là tình báo của CPO đã nháo nhào rồi. Vậy mà Shanks tới được tận thánh địa Marikels mà không ai hay biết thực sự là quá khó. Đã vậy cuộc gặp còn vô cùng bí mật. Shanks cải trang đi một mình vào trung tâm điều hành của chính phủ thế giới, không có mai phục hay đô đốc dàn quân đón đánh mà lại trả thuốc lịch sự được các tai to mặt lớn tiếp nói ngũ lao tinh tự tin gặp riêng xanh đã liều thì xanh đi một mình còn liều hơn kéo cả băng vào thì không ổn nhưng nếu akainu kizaru fujitora và rio quay đánh mình không nghĩ anh sẽ còn mạng quay về và lúc đó băng tóc đỏ sẽ như rắn bắt đầu chẳng thể làm gì nổi ngoài việc quy ẩn giang hồ bảo vệ lãnh thổ trước sự xâm chiếm của tứ hoàng khác còn khó nói gì kéo đi báo thù vậy nên mình cho rằng xanh là một hải tặc đặc biệt cũng chẳng phải lần đầu anh gặp ngũ lao tinh năm lão già này là các lòng tinh quyền lực nhất thế giới vậy mà trực tiếp một hải tặc loại người chúng coi là dơ bẩn là vấn đề thứ hai đáng suy ngẫm. Thứ ba là một hải tặc nhưng Shanks lại quan tâm và can thiệp quá nhiều vào các vấn đề của thế giới, từ chỗ gặp và khuyên nhủ dâu trắng, cho tới việc đối thoại với ngọn lão tinh, không giống con người thích phiêu lưu và vô tư, thích tự tùng của Shanks, anh thực sự quan tâm tới trật tự thế giới và sự cân bằng của nó. Liệu có phải sự thông dong nay đây mai đó của Shanks là để quan sát thế giới, nắm được vấn đề quan trọng và những nhân vật đáng chú ý để bảo vệ cho hòa bình thế giới? Nếu đúng như vậy thì đó cũng là một trách nhiệm mà Thế Long Nhân cần có, bởi đâu phải thế Long Nhân nào cũng xấu, điển hình như gia tộc Don Quixote của Do Flamingo hay hoàng tộc Nefertari thậm chí còn từ chối đến sống tại thánh địa mà ở lại mặt đất như những con người bình thường. Ngoài ra, trong phần hồi tưởng về Odin, ta biết được rằng chính Shanks đã từ chối tới Loftale để ở lại chăm sóc cho Buggy, ai lại không muốn chinh phục hòn đảo cuối cùng chứ. Theo mình, đây không đơn thuần là tình bạn, mà Shanks thực sự không quá quan tâm tới nó, bởi anh là hậu duệ của Thế Long Nhân, những kẻ này nắm giữ mọi bí mật của thế giới. Shanks không cần tới Loftale để biết, và anh không muốn biết về lịch sử chống. Không rõ Shanks đã hỏi Roker điều gì và khóc như mưa, nhưng mình dám chắc nó không liên quan đến kho báu One Piece nếu muốn biết thì Shanks đã đi rồi, không chọn ở lại rồi hối hận mà khóc, có thể Roker cho anh biết một chuyện gì đó về thân thế hay gia tộc của anh, khiến Shanks đau lòng chẳng hạn, còn mình tin chắc Shanks không hứng thú với kho báu ở đó. Lý do cuối cùng đó là bởi lời của Oda, khi có phóng viên hỏi ông rằng nhân vật nào trong One Piece giống với Oda nhất, ba đã trả lời đó là Shanks, một nhân vật được tác giả xây dựng hết sức đặc biệt, xuất hiện từ những chap đầu tiên nhưng thân thế lại vô cùng bí ẩn. Đã vậy mỗi lần xuất hiện đều khiến cho người ta hoài nghi và đặt dấu hỏi lớn, thì hẳn là Shanks có rất nhiều bí mật chưa được tiết lộ. Nếu thực sự Shanks đã được cứu khỏi tay của Rocks, thì rất có khả năng cha mẹ anh đã gửi gặp đứa con mới được một tuổi cho roker hoặc toàn bộ gia đình đã bỏ mạng nên roker mang xanh về nuôi dạy nhưng một chút trách nhiệm cũng không phải vô lý còn giả thuyết xanh là im sama mình có thể bác bỏ ngay im sama là một nhân vật mới hoàn toàn không phải ai đó chúng ta đã biết như trong khung tranh anh em thấy nhân vật im này cầm truy nã của Luffy, hắn có tay trái còn xanh mất nó từ lâu rõ ràng họ là hai người khác nhau nhưng những dữ kiện cho thấy xanh là một hậu duệ của thiên long nhân không phải là điều vô lý nếu như phần cuối của One Piece sẽ là trận chiến kinh thiên động địa của các thế lực lớn từ chính phủ, hải quân cho tới hải tặc hải quân cách mạng thì không biết Shanks sẽ đứng về phe nào. Vai trò của Shanks có lẽ là tìm kiếm một người mới có thể thay đổi được thế giới. Anh đặt kỳ vọng vào Luffy nên mới trao cho cậu chiếc mũ rơm và hy sinh một cánh tay. Mình tin chắc rằng Aswado, Shanks sẽ xuất hiện nhưng không phải đến giúp thằng cháu hạ Kaido mà sẽ chặn dâu đen hoặc hải quân khi tàn cuộc. Còn như đã nói, trong phần cuối của One Piece, thân thế của Shanks sẽ được tiết lộ và anh thực sự muốn gì chúng ta cũng sẽ biết. Còn trên đây là tất cả những thông tin về tứ hoàng Shanks tóc đỏ, nhân vật mình đặc biệt yêu thích và cả giả thuyết về thân thế của Shanks cùng vai trò trong tương lai của nhân vật này. Hy vọng anh em thấy thích video và đừng quên dành tặng những cái like, share để ủng hộ cho Top Manga ra thật nhiều video hấp dẫn hơn nữa phục vụ anh em. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.